Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi, người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người lên tiếng dạy họ rằng: Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, ở nhà thờ chính tòa chúng ta, anh chị em có thói quen mỗi Chủ nhật hát kinh Tin Kính của các thánh tông đồ. Và khi chúng ta đọc hay hát kinh Tin Kính của các thánh tông đồ thì có câu các thánh thông công. Anh chị em nhớ không? Các thánh thông công. Từ đó nghe bình dân lắm nhưng mà rất hay, bởi vì nó diễn tả sự hiệp thông không những giữa các thánh mà còn là sự hiệp thông giữa những của thánh thông công. Và đó chính là điều mà chúng ta cử hành ngày hôm nay và trong suốt tháng 11 này. Vậy thì sống mầu nhiệm các thánh thông công khi mà cử hành lễ các thánh nam nữ bằng cách nào? Có hai cách. Thứ nhất là cầu nguyện. Anh chị em nhớ lại là Thánh Phaolô tông đồ, ngài ví giáo hội giống như là một thân thể, trong đó có rất nhiều chi thể và mọi chi thể đều liên kết với nhau và liên kết với đầu. Một chi thể đau thì toàn thân đau, mà một chi thể được tôn vinh thì toàn thân cũng được ảnh hưởng. Hãy dùng cái hình ảnh đó để trình bày về giáo hội. Thế thì trong giáo hội chúng ta đây, các thánh cũng là thành phần của giáo hội. Ngày hôm nay được gọi là giáo hội Khải Hoàn, giáo hội ở trên thiên quốc, nhưng mà các ngài vẫn ở trong giáo hội. Và giữa các ngài với chúng ta có một cái sự hiệp thông chặt chẽ và hiệp thông cả của cải thiêng liêng. Và chính vì thế chúng ta cầu nguyện xin các ngài chuyển lời cầu nguyện của chúng ta lên trước nhan Chúa, để Chúa ban cho mình những ân sủng cần thiết cho đời sống Kitô hữu, đời sống đức tin của mình. Rồi cách thứ hai đó là noi gương các thánh. Các thánh đâu có phải là những người vừa mới sinh ra đã làm thánh rồi đâu. Các ngài là những con người đã sống trên trần gian như chúng ta hiện nay. Các ngài cũng là những con người sống giữa cuộc đời với những bổn phận gia đình, xã hội, nghề nghiệp như chúng ta ngày nay. Và tôi xin lỗi nhưng mà thực tế là như vậy. Các ngài cũng đầy những khuyết điểm và tội lỗi như chúng ta.
Ngay giữa các thánh tông đồ có 12 ông thôi thì một ông đã phản bội rồi. Một ông thì chối thầy quyết liệt rồi. Và bao nhiêu ông khác thì cũng đâu có thiếu khuyết điểm đâu. Cho nên các ngài cũng là những con người tội lỗi khuyết điểm như chúng ta. Nhưng mà cái đặc biệt đó là các ngài biết sám hối và trở về với Chúa. Và một khi đã tin tưởng vào Chúa mạnh mẽ rồi, thì cho dù có gặp thử thách gian truân, các ngài kiên trì trong đời sống đức tin của mình. Và đấy là tấm gương cho chúng ta. Nói một cách khác thì mỗi một vị thánh cố gắng sống một cái nhân đức mà Chúa Giêsu nói ở trong bài giảng tám mối phúc thật hôm nay. Tinh thần khó nghèo, sự hiền hòa, tâm hồn thanh khiết, lòng thương xót, gieo rắc hòa bình, xây dựng sự công chính và chấp nhận bị bắt bớ vì lẽ công chính. Mỗi một vị cố gắng sống một cái nhân đức ở trong kinh tám mối phúc thật, và đấy là tấm gương cho chúng ta noi theo. Thưa anh chị em, ngày lễ các thánh cũng là ngày mà giáo hội nhắc đến ơn gọi nên thánh. Và ơn gọi nên thánh đó dành cho tất cả và từng người trong chúng ta chứ không riêng ai. Chúng ta hướng tâm hồn lên các thánh nam nữ đang chung hưởng hạnh phúc với Chúa trên trời. Xin các ngài cầu thay nguyện giúp cho chúng ta, và chúng ta cũng biết chiêm ngắm đời sống của các ngài để mỗi một ngày thể hiện ơn gọi nên thánh mà Chúa gửi đến cho chúng ta. Các con hãy nên thánh như Cha các con trên trời là đấng thánh. Amen. Thánh lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.